Bảo Lộc và Hồng Loan xin kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị đã chọn channel Loan Lộc để theo dõi những tin tức và giải trí. Ngày hôm nay là buổi sáng của ngày thứ năm, ngày 2 tháng 5 năm 2024. Loan Lộc xin kính chúc quý vị luôn thật nhiều sức khỏe và vạn sự an lành. Và sau bản tin chính, kính mời quý vị cùng chia sẻ với lá thư tìm người thân. Hãng Mardinelli thu hồi nước ép táo do hàm lượng arsen cao được bán tại chợ Whole Foods, Kroger và nhiều chợ khác khuyến cáo mới cho rằng phụ nữ từ 40 tuổi trở lên nên chụp quang tuyến ngực 2 năm một lần. Nghi phạm 14 tuổi đã thiệt mạng khi có báo cáo về kẻ nổ súng bên ngoài trường trung học ở Wisconsin. Trump Bitcoin bị bắt tại Tây Ban Nha vì cáo buộc trốn thuế ở Hoa Kỳ. Bắt cóc con gái tỷ phú vùng vịnh Bắc California, hai người bị kết tội. Cư dân tiểu bang Nevada muốn những người từ California ngừng chuyển đến tiểu bang của họ. Dự luật 47 giảm số lượng tù nhân ở California, nhưng cái giá mà người dân California phải trả. Thượng viện Arizona thông qua dự luật hủy lệnh cấm phá thai từ năm 1864. Hạ viện thông qua dự luật chống bà Do Thái. Tổng thống Biden đến North Carolina để gặp gia đình các sĩ quan thiệt mạng trong vụ xả súng chết người. Dân biểu Mahori Taylor Green cho biết bà sẽ buộc bỏ phiếu vào tuần tới về việc rút phế Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson. Cục dự trữ liên bang Hoa Kỳ giữ nguyên lãi suất lần thứ sáu liên tiếp. Hãng Johnson Johnson đề nghị trả 6,5 tỷ đô la để giải quyết hầu hết các vụ kiện ung thư buồng trứng bằng bột em bé. Google bất ngờ ngừng hoạt động, ảnh hưởng đến người sử dụng trên toàn thế giới. Hãng Tesla đã sa thải toàn bộ nhân viên xây trạm sạc xe hơi điện. Hoa Kỳ ban hành gần 300 lệnh trừng phạt nhắm vào Nga và Trung Quốc. Hoa Kỳ cáo buộc Nga vi phạm lệnh cấm vũ khí hóa học tại Ukraine. Chú cá Ocar 2 tuổi trở lại đại dương sau một tháng đi vòng quanh Canada, nơi mẹ của nó qua đời. Hơn 11.000 người tuần hành ôn hòa tại Berlin nhân ngày quốc tế lao động ngày 1 tháng 5 và ủng hộ Palestine. Một công ty mới ở Hòa Lan đưa robot lấy máu đến bệnh viện các nhà lập pháp Georgia đã ẩu đả tại quốc hội vì dự luật đặc vụ ngoại quốc. Nam hàng đàm phán tham gia vào một phần liên minh AUKUS. Tin Việt Nam, Dương Văn Thái, bí thư Bắc Giang bị bắt vì dính vụ Thuận An Group. Thưa quý vị, bản tin đầu tiên của sáng ngày hôm nay, hãng Mardinelli thu hồi nước ép táo do hàm lượng arsen cao được bán tại chợ Whole Foods, Kroger và nhiều chợ khác. Marinelli đã tự nguyện thu hồi một lô nước táo được phân phối trên 5 nhà bán lẻ lớn sau khi kiểm tra hàm lượng axin cao hơn tiêu chuẩn của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm FDA and Co. nêu trong thông báo thu hồi ngày 16 tháng 4 năm 2024 rằng việc thu hồi được bắt đầu do kết quả của mẫu ở tiểu bang Maryland tìm thấy các mẫu từ một lô sản xuất nước táo của Modinelli được bán trong chai thủy tinh có dung tích 1 lít đã vi phạm quy định mới của năm 2023. Vào năm ngoái, FDA đã ban hành hướng dẫn hạ mức đối với arsen vô cơ trong nước táo từ 23 phần tỷ xuống 10 ppb phù hợp với yêu cầu đối với nước trái cây. Hãng cho biết Bộ Y tế Maryland đã báo cáo rằng kết quả kiểm tra với lô sản xuất có vấn đề vào tháng 3 năm 2023 cho thấy 11,6 ppb đối với arsen vô cơ, cao hơn 1,6 ppb so với mức khuyến cáo. Martinelli and Comedy đã gửi thư cảnh báo những nhà bán lẻ về các sản phẩm bị ảnh hưởng, bao gồm các loại chai 33,8 oz có ngày sử dụng tốt nhất là ngày 9 tháng 3 năm 2026 hoặc ngày 10 tháng 3 năm 2026 được tìm thấy ở mặt trước của chai phía trên nhãn. Công ty cho biết sản phẩm được vận chuyển từ ngày 13 tháng 3 năm 2023 đến ngày 27 tháng 9 năm 2023, với phần lớn sản phẩm được vận chuyển trước ngày 28 tháng 7 năm 2023. Theo công ty, tính tới thời điểm công bố, không có bệnh tật hay khiếu nại nào liên quan đến các sản phẩm bị thu hồi được báo cáo. Không có ngày sản xuất hoặc sản phẩm nào khác của Mardinoli bị ảnh hưởng bởi đợt thu hồi này. Những sản phẩm này được bán tại chợ Kroger, Publix, Target, DC và Whole Foods. Nhà sản xuất đã yêu cầu các chợ hãy kiểm tra hàng tồn kho ngay lập tức và ngừng phân phối bán lô hàng đã xác định này. Người tiêu dùng có câu hỏi hoặc lo ngại về việc thu hồi có thể gọi đến số điện thoại miễn phí của Marinelli theo số điện thoại 1800 662 1868. Khuyến cáo mới cho rằng phụ nữ từ 40 tuổi trở lên nên chụp quan tuyến ngực 2 năm một lần. Phụ nữ cần phải chụp quan tuyến ngực 2 năm một lần bắt đầu từ tuổi 40 đến 74 tuổi, theo khuyến cáo mới từ nhóm phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ USPSTF, ABC7 đưa tin. Trước đây thì USPSTF, một nhóm tình nguyện gồm các nhà chuyên môn y tế, có đề nghị giúp định hướng quyết định của bác sĩ và ảnh hưởng đến các gói bảo hiểm, khuyên rằng việc chụp quan tuyến vú 2 năm một lần nên bắt đầu từ tuổi 50 và quyết định truy tìm cho phụ nữ trong độ tuổi 40 là không bắt buộc. Nhưng khuyến cáo mới được công bố ngày thứ Ba 30 tháng 4 trên tạp chí y khoa JAMA đề nghị phụ nữ bắt đầu chụp quan tuyến vú vào độ tuổi 40. Khuyến cáo của USPSTF áp dụng cho tất cả mọi người được chỉ định giới tính là phụ nữ khi sinh. Những người có nguy cơ bị ung thư ngực ở mức độ trung bình, cũng như những người có tiền sử gia đình mắc bệnh ung thư ngực hoặc là mô vú dày. Lợi ích của việc truy tìm breast cancer là giúp có thể chẩn đoán trước sớm khi di căn, giúp giảm nguy cơ tử vong. Breast cancer là loại ung thư phổ biến thứ hai ở phụ nữ và là nguyên nhân gây tử vong do ung thư thứ hai tại Hoa Kỳ. Nghi phạm 14 tuổi đã thiệt mạng khi có báo cáo về kẻ nổ súng bên ngoài trường trung học ở Wisconsin. Các nguồn tin cho biết, một nghi phạm 14 tuổi đã chết sau cuộc đối đầu với cảnh sát vào ngày thứ Tư sau khi có báo cáo một người xả súng ở bên ngoài trường trung học ở Wisconsin. Các nguồn tin nói với ABC News. Nguồn tin cho biết, thiếu niên đã đến trường trung học Mao Horef với một vật có lẽ là một khẩu súng dài. Theo Bộ trưởng Tư pháp Wisconsin Josh Kall, nghi phạm là một nam sinh học khu của khu vực Mao Horef. Một chiếc xe có liên quan đến nghi phạm đang được các kỹ thuật viên kiểm tra bom, tìm kiếm bằng chứng, Kho cho biết trong cuộc họp báo tối ngày thứ Tư, các cảnh sát từ sở cảnh sát Mount Torab đã phản ứng trước một báo cáo về một người có mang vũ khí bên ngoài ngôi trường cấp 2 và sử dụng vũ lực chết người. Khu học chánh cho biết cảnh sát đã phản ứng để giúp tìm ra kẻ xả súng đang hoạt động tại trường và mối đe dọa đã được vô hiệu hóa bên ngoài tòa nhà. Họ cũng cho biết không có thương tích nào được báo cáo trong số học sinh và nhân viên của trường. Ông Khô không cho biết liệu nghi phạm có bắn bất cứ phát súng nào hay không. Nói với các ký giả rằng ông phải hạn chế vì những tin tức chi tiết có thể chia sẻ vào thời điểm này do cuộc điều tra đang diễn ra. Học khu chưa biết không có thêm nghi phạm nào được xác định sau cuộc khám xét ban đầu tại trường trung học và tất cả học sinh cũng như nhân viên đều an toàn. Cơ quan thực thi pháp luật tiếp tục điều tra mạnh mẽ vụ việc mặc dù người ta tin rằng không còn mối đe dọa nào đối với an toàn công cộng vào thời điểm này. Ông Kho cũng cho biết rằng, văn phòng điều tra hình sự của Bộ Tư pháp Wisconsin đang dẫn đầu về cuộc điều tra toàn bộ sự việc. Ông nói, một số sĩ quan tham gia với cuộc đối đầu với nghi can đang nghỉ phép theo thông lệ tiêu chuẩn trong một vụ việc sử dụng vũ lực. FBI cũng đã có mặt tại hiện trường và giúp đỡ các bên cộng tác của tiểu bang và địa phương. Một phát ngôn viên của FBI đã cho biết các quan chức của Mahorev nói rằng cộng đồng này phải đối mặt với một tình huống kinh hoàng vào ngày thứ Tư, trong khi khen ngợi phản ứng nhanh chóng và can đảm của khu học chánh và nhân viên cấp cứu đối với vụ nổ súng. Những người đứng đầu của Mahorep tuyên bố chung rằng do các biện pháp phòng ngừa an toàn được thực hiện bởi các trường học của chúng tôi, kẻ xả súng không bao giờ có thể vào tòa nhà. Sự cộng tác và kết hợp giữa những người ứng phó đầu tiên trong cộng đồng của chúng tôi và học khu là minh chứng cho những tiêu chuẩn cao nhất về tính chuyên nghiệp và sự cống hiến. Thống đốc Wisconsin Tony Ever cho biết ông đang theo dõi tình hình và ông tuyên bố rằng hàng ngày trẻ em, các nhà giáo dục và nhân viên của chúng tôi đến trường và hy vọng một ngày như thế này sẽ không bao giờ đến. Ông cho biết ông đã giúp đỡ hết mình cho cộng đồng nhà trường khi họ phải vật lộn với những gì chắc chắn là một ngày đáng sợ và đau thương đối với tất cả những người có liên quan. Trump Bitcoin bị bắt tại Tây Ban Nha vì cáo buộc trốn thuế ở Hoa Kỳ nhà đầu tư tiền điện tử nổi tiếng đầu tiên trong giới tiền điện tử với biệt danh là Trùm Bitcoin đã bị bắt ở Tây Ban Nha sau khi bị truy tố ở Hoa Kỳ với cáo buộc trốn ít nhất là 48 triệu đô la tiền thuế. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ ngày 30 tháng 4 cho biết Roger Ver, 45 tuổi, bị truy tố tội gian lận qua thư và trốn thuế theo cáo trạng nộp lên Tòa án Liên bang ở Los Angeles, California Cáo trạng đã được gỡ niêm phong sau khi ông Ve bị bắt ở Tây Ban Nha vào cuối tuần trước, theo Reuters. Ông Ve là người từng giữ chức tổng giám đốc của công ty phát triển bóp điện tử Bitcoin.com, bắt đầu mua Bitcoin vào năm 2011 và đã cố gắng quảng bá đồng tiền này. Việc này đã mang đến cho ông biệt danh là Bitcoin Jesus, tạm dịch là Chúa Bitcoin. Năm 2014, ông Weir đã từ bỏ quốc tịch Hoa Kỳ sau khi trở thành công dân của San Kitts and Davis, hành động mà các công tố viên Hoa Kỳ cho rằng đã gây ra những ảnh hưởng về thuế đối với ông. Khi một người từ bỏ quốc tịch Hoa Kỳ, tài sản của họ được coi là đã được bán theo giá trị thị trường, hợp lý vào ngày trước khi họ từ bỏ quốc tịch trong một vụ mua bán mang tính xây dựng. Theo luật thuế liên bang Hoa Kỳ, bất cứ khoản lời nào phát sinh từ việc mua bán mang tính chất xây dựng đó phải được tính vào trong năm tính thuế đó. Vào ngày trở thành công dân của St. Kitts and Nevis, ông Vare và hai hãng mà ông sở hữu là MemoryDealers.com và AtrealStar.com đã nắm giữ khoảng 131.000 Bitcoin. Tại thời điểm đó, mỗi Bitcoin được giao dịch với giá khoảng 871 đô la tức là số Bitcoin nằm trong tay ông Ver và các công ty của ông có giá trị ước tính hơn 114 triệu đô la. Các công tố viên cho biết, ông ve đã thuê một công ty luật để giúp ông chuẩn bị các tờ khai thuế liên quan đến việc sinh sống ở ngoại quốc và thẩm định trị giá hai công ty của ông, nhưng đã cung cấp cho họ những tin tức sai lệch hoặc gây hiểu lầm về số tiền điện tử mà ông ve và các công ty này đã thực sự nắm giữ. Do đó, công ty luật nói trên đã chuẩn bị và nộp tờ khai thuế mà trong đó, trị giá của hai công ty của ông Vea và Bitcoin của họ thấp hơn so với thực tế, đồng thời không báo cáo bất cứ tài sản nào thuộc sở hữu riêng của ông Vea theo bộ tư pháp Hoa Kỳ. Theo cáo trạng tại tòa án liên bang ở Los Angeles, ông Vea sau đó đã sở hữu 70.000 Bitcoin mà hai công ty nắm giữ và bán chúng với giá là 240 triệu đô la vào năm 2017. Nhưng các công tố viên cho biết, ông đã không nộp thuế từ việc sở hữu và mua bán Bitcoin này. Cáo trạng buộc ông Ve đã không nộp cho cơ quan thuế vụ Hoa Kỳ IRS số tiền thuế lên đến 48 triệu đô la từ năm 2014 đến năm 2017. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết họ có kế hoạch yêu cầu Tây Ban Nha dẫn độ ông Ve về Mỹ. Bắt cóc con gái tỷ phú vùng vịnh Bắc California, hai người bị kết tội. Công tố viên buộc tội hai người vì bắt cóc con gái của một tỷ phú, giam giữ thiếu nữ này ở San Francisco trong 6 ngày, dù cô tự nguyện bỏ nhà ra đi. Vào ngày thứ ba, 30 tháng 4, văn phòng công tố quận Marin cáo buộc Christopher Kyle, diesel follow 26 tuổi ở San Francisco, và Sierra Atkins vì đã bắt cóc cô Mint Butterfield, 16 tuổi, từ quận Marin ngày 21 tháng 4. Cha của cô là Stewart Butterfield, thương gia tỷ phú, cựu tổng giám đốc của Slack và vợ cũ của ông, mẹ của thiếu nữ là bà Katharina Fek, đồng sáng lập viên Flickr. Bà Fek đã báo tin con gái mất tích cho sở cảnh sát quận Marin vào sáng ngày 22 tháng 4. Người mẹ nói với cảnh sát rằng con gái của mình đã biến mất khỏi ngôi nhà ở Bolinas để lại lời nhắn và có lẽ là bỏ nhà mà đi. Đặc vụ FBI đã dự phần vào cuộc tìm kiếm Sở cảnh sát San Francisco đã tìm thấy cô gái không hề hấn gì vào lúc 11 giờ rưỡi đêm của ngày 27 tháng 4 trong một chiếc xe van trắng đậu ở một khu ở Tenderloin nơi có nhiều kẻ nghiện ngập hút sách. DJ có mặt trong xe van lúc đó. Cảnh sát mô tả DJ là một người bạn thành niên của cô gái. Anh ta bị đưa về đồn cảnh sát để thẩm vấn. Cảnh sát xác định cô gái đã tự nguyện bỏ nhà ra đi. Sáu ngày cô mất tích đã khiến cho giới truyền thông cả thế giới xôn xao và văn phòng cảnh sát đã cảm tạ công chúng quan tâm, chỉ điểm dẫn tới việc tìm ra cô gái của tỷ phú và đưa cô về nhà an toàn. Công tố viên cho rằng Atkins và DeZafalo tìm cách giấu tông tích cô gái cho ông Butterfield và bà Fett có tìm ra. Cáo trạng ghi nhận hai nghi can cố tình hành động một cách bất hợp pháp, dù không có quyền nuôi giữ, đưa đi, dụ dỗ giữ lại và giấu tông tích của một đứa trẻ với ác ý. Tối ngày thứ ba thì Diesel Follow vẫn còn bị giam vì chưa đóng 50.000 đô la tiền thế chân. Atkins không bị bắt giữ theo hồ sơ của tù nhân quận Marine. Cả hai ra tòa sáng ngày thứ tư để nghe luận tội. Cư dân tiểu bang Nevada muốn những người từ California ngừng chuyển đến tiểu bang của họ. Trong một cuộc khảo sát mới từ Red Report và Numbers USA, 40% cư dân của tiểu bang Nevada cho biết họ muốn dân số tăng chậm hơn, và có tới 51% nói rằng chính phủ nên gây khó khăn hơn cho những người dân, kể cả những người từ California, khi di chuyển vào tiểu bang của họ. Báo cáo cho thấy, Tâm lý xấu đối với những người chuyển đến tiểu bang này xuất hiện khi tiểu bang Nevada đang trải qua mức gia tăng dân số kỷ lục gấp 3 lần trong 40 năm qua và chỉ có 13% dân số của tiểu bang đồng ý với việc tiểu bang tiếp tục phát triển nhanh chóng. Một tỷ lệ phần trăm tương đối nhỏ là 20% cho biết họ muốn dân số của Nevada giữ nguyên và 22% cho biết họ muốn dân số ở Nevada nhỏ hơn. Một phần lo ngại về sự gia tăng là do nguồn cung cấp nước hạn chế của Nevada. Nevada là tiểu bang khô hạn nhất của Hoa Kỳ. Các thành phố thường xuyên cạnh tranh nhau để lấy nước trong thị trấn của họ và dân số đông hơn có thể đe dọa đến nguồn cung cấp nước vốn đã cạn kiệt. Theo đại lý bất động sản Alisa Penn của Keller Williams, làn sóng người dân California đã đến đây cũng đẩy giá nhà lên cao hơn, có thể khiến cho người dân Nevada bản địa không có nhiều thị trường nhà ở để lựa chọn nếu nevada tiếp tục phát triển nhanh chóng thành phố này có thể phải đối mặt với những thách thức trong việc giữ chất lượng cuộc sống quản lý tắc nghẽn và bảo vệ sự phát triển những người đến nevada thường có thu nhập hoặc dự trữ tiền mặt đáng kể và có thể nhanh chóng giành được bất động sản giá cao hơn những người nevada ở địa phương không thể Nick Giuliani, giám đốc điều hành của Offlix Investment nói, việc xây dựng một nền móng đáng kể ở Nevada đã tạo ra sự mất cân đối giữa cung và cầu. Đồng thời, nhu cầu ngày càng tăng của những người dân mới đến đã dẫn đến giá cả thậm chí còn cao hơn, khiến cho những người dân địa phương khó tìm được nhà ở giá rẻ. Sự gia tăng dân số nhanh chóng cũng gây áp lực lên hạ tầng công cộng và dịch vụ công cộng hiện có Góp phần làm cho tình trạng kẹt xe cũng như là thời gian phải chờ đợi cao hơn để được chăm sóc sức khỏe. Giuliani nói, nếu Nevada tiếp tục phát triển nhanh chóng mà không giải quyết được những thách thức này, chúng ta có thể thấy căng thẳng gia tăng giữa những cư dân lâu năm và những người mới đến. Các nhà hoạch định chính sách có thể phải cân bằng giữa lợi ích của việc thu hút cư dân mới với nhu cầu giữ một môi trường sống tốt cho những người đã sống ở Nevada. Ở mức độ rộng hơn, thì người dân Nevada cũng có thể nhận thấy sự thay đổi về giá trị khi có nhiều người mới đến. Howa Hawley, một nhà nghiên cứu cho biết rằng, khi mọi người di chuyển với số lượng lớn từ các khu vực có nền tảng kinh tế xã hội khác biệt, chẳng hạn như người California đến Nevada, người dân địa phương có thể cảm thấy bị pha loãng hoặc mất đi bản sắc văn hóa và cộng đồng của họ. Điều này càng làm tăng thêm sự phản kháng. Luật sư được cấp giấy phép của Florida đã nói với tờ báo. Dự luật 47 giảm số lượng tù nhân ở California, nhưng cái giá mà người dân California phải trả. Vào ngày 24 tháng 4, các nhà chuyên môn từ hai phía của vấn đề đã gặp nhau tại trung tâm thành phố Sacramento để thảo luận về ảnh hưởng của dự luật 47 và những bước cần thiết để giảm bớt những lo ngại của các thương gia, người dân và nhân viên chấp pháp. Ông Magnus Lovstrom, giám đốc chính sách và nhà nghiên cứu cao cấp của Viện Chính sách Công cộng California cho biết, tội phạm đã giảm so với mức cao kỷ lục cách đây nhiều thập niên. Tuy nhiên, ông lưu ý rằng gần đây đã có sự gia tăng về trộm cắp kể từ năm 2019, đặc biệt là ăn cắp xe. Theo dữ liệu của viện, tỷ lệ các vụ đột nhập vào các trung tâm thương mại đang gia tăng, tăng 16% kể từ năm 2019 và tỷ lệ các vụ cướp những trung tâm thương mại có sử dụng bạo lực hoặc đe dọa bạo lực đã tăng 13% so với cùng thời kỳ. Biện lý quận Sacramento Thiên Hồ cho biết trong cuộc họp, những gì tôi nhìn thấy trên đường phố là bằng chứng cho thấy chúng ta đang trong một cuộc khủng hoảng trộm cắp bán lẻ. Ông kể rằng một chủ cửa tiệm tiện lợi đã nói với ông hồi đầu năm rằng cứ 10 người bước vào cửa tiệm ở Sacramento thì có 6 người đến đây để ăn cắp. Làm thế nào để quý vị tồn tại như một doanh nghiệp với tình trạng như vậy và tình trạng này được phản ảnh ở đâu trong dữ liệu ông hồ đã bày tỏ vấn đề là chúng ta đã báo cáo thấp hơn rất nhiều so với thực tế về nạn trộm cắp ở những điểm bán lẻ thấy được tầm quan trọng của những cố gắng tư pháp hình sự mang tính nhân ái ông cho biết sự an toàn của cộng đồng cần được ưu tiên Tôi tin vào tinh thần của việc giúp cho ít người bị giam giữ hơn, nhưng điều đó không có nghĩa là phải trả giá bằng sự an toàn công cộng. Ông bày tỏ, chúng ta cần tìm ra sự cân bằng và chúng ta cần một hệ thống tư pháp công bằng mà không thiên vị và cân bằng cho cả hai bên. Ông cũng cho biết, cần có nhiều hình phạt hơn để ngăn chặn hoạt động tội phạm và khuyến khích những người nghiện ma túy tham gia các chương trình cai nghiện. Do đó việc sửa đổi hoặc làm mới dự luật 47 có thể giúp chúng tôi đưa mọi người đến với dịch vụ mà họ cần. Bà Tennis Hollands, giám đốc điều hành của nhóm người dân California vì an toàn và công lý, tác giả chính của dự luật 47 cho biết rằng các công cụ hiện có nên được tận dụng nhiều hơn thay vì tìm cách thay đổi hoặc bãi bỏ dự luật. Bà cho biết dự luật này đã được chứng minh là có hiệu quả trong việc đạt được các mục tiêu đã đề ra mọi thứ trong dự luật 47 đã thực hiện chính xác những gì chúng tôi dự định làm. Bà nói, dự luật đã giúp làm giảm đi số người bị giam giữ, gia tăng đầu tư vào hoạt động, can thiệp và trực tiếp giải quyết các nguyên nhân gốc rễ. Bà còn nói rằng, dự luật 47 đã chuyển 800 triệu đô la tiền ngân sách tiết kiệm được từ việc giảm giam giữ cho các chương trình được thiết kế để xóa đói giảm nghèo và cung cấp dịch vụ cho các cộng đồng có thu nhập thấp hơn. Về phần các nhà thương gia, đại diện cho hàng trăm nhà bán lẻ trong tiểu bang, bà Rachel Michelin, Chủ tịch Hiệp hội các nhà bán lẻ California CRA cho biết, các nhà thương gia đang trở nên đau đầu vì nạn trộm cắp và hoạt động tội phạm. Dữ liệu là một vấn đề khó giải quyết, bà Michelin nói trong cuộc họp, và không phải tất cả những nhà bán lẻ đều báo cáo như nhau về tình hình tội phạm. Một số cửa hàng đang khóa nhiều mặt hàng, trong khi các cửa hàng khác yêu cầu khách hàng hãy sử dụng điện thoại của họ để quét mã qr trên kệ để hàng sau đó nhận và trả tiền tại quầy vì các mặt hàng trên kệ đang bị đánh cắp bà cũng cho biết rằng chúng tôi không hề muốn khóa các sản phẩm của mình, chúng tôi muốn có sự mua sắm liên tục. Những nhà tổ chức của nhóm người dân California vì cộng đồng an toàn hơn gần đây đã thu thập được 900.000 chữ ký để đưa đạo luật giảm bớt tình trạng vô gia cư, nghiện ma túy, trộm cắp vào lá phiếu của cử tri bầu chọn vào tháng 11. Đạo luật này sẽ bãi bỏ dự luật 47. Mặc dù năm nay các nhà lập pháp tiểu bang đã giới thiệu một số dự luật nhằm thay đổi dự luật 47, nhắm vào những người tái phạm và các băng nhóm tội phạm trộm cắp bán lẻ có tổ chức, nhóm vẫn cảm thấy cần phải có sự thay đổi thực chất hơn. Ông Hồ, với 25 năm kinh nghiệm nghề luật sư cho biết Chắc chắn như mặt trời mọc vào ngày mai, tôi bảo đảm với quý vị rằng hiện tại, bất cứ dự luật nào đang được đề nghị nhắm đến những người phạm tội trộm cắp nhiều lần sẽ phải được chuyển đến cử tri. Ông Bài tỏ, các luật sư bào chữa, đồng sự của tôi ở phía bên kia sẽ khởi kiện nếu việc trưng cầu ý kiến cử tri không được tiến hành. Thượng viện Arizona thông qua dự luật hủy lệnh cấm phá thai từ năm 1864. Thượng viện Arizona vào ngày thứ Tư ngày 1 tháng 5 đã bỏ phiếu thông qua dự luật hủy lệnh cấm phá thai gần như tuyệt đối, có từ cách đây 160 năm. Vào thứ Tư tuần trước thì dự luật này đã được Hạ viện Arizona thông qua. Không lâu nữa thì dự luật sẽ được chuyển cho bà Katie Hoff, thống đốc Arizona, ký thành luật. Trước đây thì bà Hoff tuyên bố sẽ ký dự luật này, Quốc hội Arizona đã can thiệp sau khi Tối cao Pháp viện của tiểu bang vào ngày 9 tháng 4 đã ra phán quyết phục hồi lệnh cấm phá thai có từ năm 1864. Theo đó thì bất cứ ai phá thai hoặc giúp phụ nữ phá thai có thể bị truy tố tội đại hình và ngồi tù từ 2 tới 5 năm. Hiện chưa rõ khi nào dự luật hủy lệnh cấm phá thai này có hiệu lực. Một khi dự luật này có hiệu lực Arizona sẽ trở lại áp dụng lệnh cấm phá thai từ 15 tuần tuổi, được thông qua vào năm 2022. Trong đó có miễn trừ trường hợp cấp cứu, nhưng không miễn trừ trường hợp hiếp dâm hoặc loạn luân. Hạ viện thông qua dự luật chống bài do Thái Ngày thứ Tư ngày 1 tháng 5, giữa lúc xảy ra biểu tình bất ổn tại các trường đại học khắp Hoa Kỳ, dự luật nhận thức về chống bài do Thái được Hạ viện thông qua bằng tỷ số phiếu 320 trên 91, dự luật này do nhóm dân biểu lưỡng đảng đề nghị, đứng đầu là dân biểu Mike Lawler thuộc Đảng Cộng hòa New York và được 15 dân biểu của Đảng Dân chủ đồng bảo trợ. Nhiều dân biểu Đảng Cộng hòa và Dân chủ đã bỏ phiếu chống cho hay dự luật này vi phạm quyền tự do ngôn luận. Theo dự luật Bộ Giáo dục Hoa Kỳ phải dùng định nghĩa của Liên minh Thế giới tưởng niệm sự kiện Holocaust về chống bài Do Thái khi thực thi dự luật chống kỳ thị của liên bang. Theo định nghĩa đó, bài Do Thái là nhận thức nào đó về người Do Thái có thể được bày tỏ bằng thù ghét người Do Thái. Định nghĩa đó bao gồm tước đoạt quyền tự quyết của người Do Thái bằng cách cho rằng Israel là quốc gia phân biệt chủng tộc và chính sách hiện nay của Israel tương tự với chính sách của Đức Quốc xã. Thời gian qua, định nghĩa đó đã gây nhiều tranh cãi, đặc biệt trong bối cảnh biểu tình bất ổn tại đại học khắp nước Mỹ liên quan tới chiến sự của Gaza. Những sinh viên biểu tình phản đối chiến dịch quân sự của Israel ở Gaza bị cáo buộc là bài do Thái. Tổng thống Biden đến North Carolina để gặp gia đình các sĩ quan thiệt mạng trong vụ xả súng chết người. Tổng thống Biden có thể sẽ đến North Carolina vào ngày hôm nay thứ năm để gặp gia đình của bốn sĩ quan thiệt mạng hồi đầu tuần trong vụ tấn công đẫm máu nhất vào cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ kể từ năm 2016. Theo một người quen thuộc với vấn đề nói rằng, Tổng thống có thể sẽ đến thăm Wilmington trên toàn tiểu bang vào ngày hôm nay và sẽ dừng thêm một chặng ở Charlotte để gặp gỡ các quan chức địa phương và gia đình của các sĩ quan bị bắn vào ngày thứ hai khi đang thi hành lệnh bốn sĩ quan cảnh sát đã thiệt mạng khi một đội đặc nhiệm gồm các sĩ quan từ các cơ quan khác nhau đến khu dân cư ở thành phố có 900.000 cư dân để bắt giữ Terry Clark Hughes Jr., 39 tuổi, theo lệnh truy nã một người có sở hữu súng. Bốn sĩ quan khác đã bị thương trong cuộc đấu súng và một khẩu súng trường bắn tự động AR-15 và một khẩu súng ngắn cỡ nòng 40 ly và đạn dược được tìm thấy tại hiện trường sau vụ tấn công, Tổng thống Biden đã bày tỏ lời chia buồn và ủng hộ cộng đồng, gọi các sĩ quan thiệt mạng là những anh hùng đã hy sinh tột cùng, lao vào con đường nguy hiểm để bảo vệ chúng tôi. Dân biểu Mahori Taylor Green cho biết bà sẽ buộc bỏ phiếu vào tuần tới về việc rút phế Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson. Bà Greene đe dọa loại bỏ ông Mike Johnson khỏi vị trí chủ tịch Hạ viện kể từ cuối tháng 3 sau khi ông dựa vào đảng Dân Chủ để thông qua dự luật chi tiêu trị giá 1.200 tỷ đô la nhằm ngăn chặn việc chính phủ đóng cửa một phần. Kể từ đó, bà đã công khai và nhiều lần tố cáo sự dẫn dắt của ông Johnson, cáo buộc ông không giữ lời hứa của mình. Thay vào đó bà nói, ông ta đã đàm phán với các nhà lập pháp đảng Dân Chủ và phá vỡ các quy tắc thủ tục để thông qua các đạo luật quan trọng. Quyết định của ông Johnson thúc đẩy thêm nguồn tài trợ cho Ukraine để giúp đỡ cho đồng minh của Hoa Kỳ trong cuộc chiến chống lại Nga, điều mà bà Green kịch liệt phản đối và gọi hành động đó là giọt nước cuối cùng làm tràn ly. Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ giữ nguyên lãi suất lần thứ sáu liên tiếp Cục Dự trữ Liên bang ngày thứ Tư ngày 1 tháng 5 loan báo giữ nguyên lãi suất căn bản lần thứ Sáu liên tiếp giữa lúc dữ liệu lạm phát vẫn nóng hơn dự đoán và tiếp tục khiến cho Cục Dự trữ Liên bang hoãn việc giảm lãi suất, theo CNN. Lãi suất hiện tại của Cục Dự trữ Liên bang là 5.25% cho tới 5.50%, cao nhất trong 23 năm, được Cục Dự trữ Liên bang giữ nguyên từ tháng 7 năm ngoái sau khi gia tăng quyết liệt trong hai năm trước đó. Giới chức của Cục Dự trữ Liên bang trước đây cho hay họ phải tin chắc đã có thể kiểm soát lạm phát mới có thể giảm lãi suất, nhưng dữ liệu mới nhất không làm cho họ tin như vậy. Hãng Johnson Johnson đề nghị trả 6,5 tỷ đô la để giải quyết hầu hết các vụ kiện ung thư buồng trứng bằng một em bé. Một công ty con của Johnson Johnson hiện đang đề nghị trả 6,48 tỷ đô la trong 25 năm như một phần của thỏa thuận dàn xếp ở Hoa Kỳ nhằm che đậy những cáo buộc rằng bộ phấn rôm của trẻ em có chứa bột talc gây ra ung thư buồng trứng. Các vụ kiện chống lại J&J cáo buộc bột talc của họ khiến cho người sử dụng bị ung thư buồng trứng do sử dụng để vệ sinh cho phụ nữ hoặc ung thư trung biểu mô, một loại ung thư tấn công phổi và các cơ quan khác. Những tuyên bố này đã góp phần làm giảm doanh số bán phấn rôm trẻ em của J&J, khiến cho hãng phải ngừng bán các sản phẩm làm từ bột talc vào năm 2020. Năm 2022, J&J đã công bố kế hoạch ngừng bán sản phẩm này trên toàn thế giới. J&J cho biết kế hoạch tái tổ chức công ty con được công bố vào hôm thứ Tư khác biệt đáng kể so với kế hoạch tái tổ chức đã được công bố trước đó. Những khác biệt đó bao gồm thời gian trưng cầu kéo dài 3 tháng, trong đó những người kiện có thể bỏ phiếu ủng hộ hoặc phản đối kế hoạch. Công ty cho biết đây là điều mà đã bị từ chối trong các trường hợp phá sản trước đó, và nếu 75% người yêu cầu bỏ phiếu ủng hộ kế hoạch này, một công ty con có thể nộp đơn xin phá sản theo chương 11, đóng gói sẵn để bảo đảm sự xác nhận của nó. Chen Che cho biết kế hoạch này sẽ giải quyết 99,75% Tất cả các vụ kiện về bột thao đang chờ để giải quyết chống lại họ và các chi nhánh của họ ở Hoa Kỳ. Google bất ngờ ngừng hoạt động, ảnh hưởng đến người sử dụng trên toàn thế giới. Sự việc xảy ra vào sáng ngày thứ Tư, theo trào Detector, hơn 1.000 báo cáo về việc các dịch vụ của Google đã ngừng hoạt động, được đưa vào khoảng 10 giờ 49 phút sáng theo giờ của miền Đông. Vấn đề được báo cáo nhiều nhất là sử dụng công cụ tìm kiếm và trang web Dựa trên bản đồ của sự theo dõi, người sử dụng ở Hoa Kỳ bị ảnh hưởng nhiều nhất ở Seattle, Denver và thành phố New York. Daily Mail đưa tin, người sử dụng ở Vương quốc Anh, Úc, các khu vực khác ở châu Âu, Nam Mỹ và châu Á cũng đã báo cáo sự trục trặc này. Không biết có bao nhiêu người sử dụng bị ảnh hưởng do ngừng hoạt động, nhưng Dow Detector cho biết họ chỉ báo cáo sự việc này khi số lượng báo cáo cao hơn con số đáng kể so với số lượng thông thường vào thời điểm đó trong ngày. The Hill đã liên lạc với Google để nhận xét và làm rõ vụ việc ngừng hoạt động này. Hãng Tesla đã sa thải toàn bộ nhân viên xây trạm sạc xe hơi điện. Vào ngày thứ ba, ông Elon Musk, nhà sáng lập kim tổng giám đốc Tesla loan báo, sa thải toàn bộ nhân viên xây trạm charge supercharger của hãng này, gần 500 người. Tesla sẽ giảm xây thêm trạm charge và tập trung sửa sang những trạm đã xây, ông Musk cho biết. Tesla hiện có 10.000 trạm Supercharger chỉ riêng ở California. Nhưng hiện California đang rất cần thêm những trạm trả xe hơi để phục vụ cho lượng xe hơi điện ngày càng tăng. Tesla công bố tin tức này không lâu sau khi Tesla cho phép xe hơi điện của các hãng khác được sử dụng Supercharger. Thống đốc Gavin Newsom mới đây đã loan báo, hiện nay cứ 5 trạm ở California thì có một trạm sạc nhanh cho xe hơi điện. Đây là đợt sa thải nhân viên mới nhất của Tesla sau khi hãng này sa thải hơn 3.300 người, trong đó có hơn 1.400 nhân viên nhà máy Tesla ở Freeman và vài chục nhân viên ở Palo Alto. Hoa Kỳ ban hành gần 300 lệnh trừng phạt nhắm vào Nga và Trung Quốc. Hoa Kỳ cáo buộc Nga vi phạm lệnh cấm vũ khí hóa học tại Ukraine. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ngày 1 tháng 5 cáo buộc quân đội Nga sử dụng chất gây nghẹt thở chloropicrin và các hợp chất chuyên chống bạo loạn trong cuộc chiến tại Ukraine cho biết đã gửi báo cáo về luật Nga vi phạm lệnh cấm vũ khí hóa học toàn thế giới đến Quốc hội Hoa Kỳ. Việc sử dụng những loại hóa chất này không phải là sự việc đơn lẻ, có thể nhằm mục đích đánh bật binh sĩ Ukraine khỏi các cứ điểm và giúp cho Nga giành được lợi thế chiến thuật trên chiến trường, thông báo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết. Telegraph vào đầu tháng 4 đã dẫn lời nhiều binh sĩ Ukraine trên tiền tuyến nói rằng vị trí của họ gần đây thường xuyên bị những phi cơ không người lái nhỏ thả lựu đạn hơi cay. Dù không gây chết người hay bị thương, các trận tập kích kiểu này thường khiến cho binh sĩ Ukraine hoảng loạn, rời nơi ẩn nấp và hứng đòn tấn công bằng vũ khí thông thường. Quân đội Ukraine cho biết ít nhất 500 binh sĩ phải điều trị do nhiễm độc. Một người đã thiệt mạng sau khi Nga đẩy mạnh sử dụng lựu đạn khói chứa những hợp chất kiểm soát đám đông như là khí CS và CN ở mặt trận phía Đông. Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với gần 200 mục tiêu, trong khi đó thì Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã chỉ định hơn 80 mục tiêu, một trong những đợt trừng phạt lớn nhất nhắm vào Nga của Mỹ cho đến nay. Trong khi đó thì Mỹ đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với hai chục công ty có trụ sở tại Trung Quốc, cho rằng các công ty này có liên quan đến việc giúp đỡ cho Nga. Hoa Kỳ và các đồng minh đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với hàng ngàn mục tiêu kể từ khi Nga thực hiện cuộc chiến tại Ukraine, trong đó bao gồm cả việc ban hành các lệnh trừng phạt đối với các công ty ở Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Ngoài Trung Quốc, các lệnh trừng phạt mới cũng nhắm đến các mục tiêu ở Azerbaijan, Bỉ, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Slovakia mà họ cáo buộc đã giúp Nga có được kỹ thuật và thiết bị cần thiết từ ngoại quốc. Bộ Ngoại giao của Mỹ cũng đã chỉ định hai nhà khai thác tàu tham gia vận chuyển liên quan đến các dự án khí đốt tự nhiên hóa lỏng LNG ở Bắc Cực của Nga. Chú cá Ocar 2 tuổi trở lại đại dương sau một tháng đi vòng quanh Canada, nơi mẹ của nó qua đời. Một chú cá orca con cuối cùng cũng đang trên đường ra biển khơi sau một tháng đi vòng quanh đầm phá nơi mà mẹ nó đã qua đời. Lực lượng cấp cứu lo lắng rằng nó sẽ chết đói vì không chịu quay trở lại biển khơi. Chú cá orca con 2 tuổi bị mắc kẹt trên đầm phá của Canada trong một tháng. Nó không chịu rời khỏi khu vực nơi mẹ nó chết. Các quan chức động vật hoang dã dạ đã cố gắng thuyết phục nó quay trở lại vùng biển rộng bằng cách sử dụng tiếng kêu của cá voi và dây đeo vào ngày thứ sáu, chú cá okakon tên là quishahi có nghĩa là thợ săn nhỏ dũng cảm đã bơi ra khỏi đầm khi thủy triều lên theo cách riêng của nó. nó đến cửa biển Espinosa dẫn nó ra biển khơi theo các thành viên bộ lạc của các quốc gia đầu tiên Ihatia và Nucalot. chú cá đã chọn một đêm trong trẻo và yên tĩnh như thủy tinh đầy sao để bơi ra khỏi đầm phá và bên dưới cây cầu dẫn vào vịnh giám đốc của Eshata Simon John cho biết, hôm nay cộng đồng Zebalus và mọi người khắp mọi nơi đang thức dậy với một số tin tức đáng kinh ngạc và điều chỉ có thể được mô tả là niềm tự hào về sức mạnh mà chú cá orca bé nhỏ này đã thể hiện. Ông cho biết, con cá đã bắt đầu chịu ăn do bộ lạc cung cấp vào đầu tuần trước và những người cấp cứu hy vọng nó sẽ lần theo dấu vết thức ăn mà họ để lại để dẫn ra khỏi đầm phá và người ta cũng đã nhìn thấy chú cá chơi đùa gần khu vực trước khi thoát khỏi đầm nước. Lực lượng cấp cứu sẽ tiếp tục theo dõi tiến trình của chú cá để bảo đảm chú cá an toàn và sẽ không tiếp xúc gần với người dân hoặc tàu thuyền. Vào tháng 3, một người nhân viên bảo trì đường bộ đã gọi điện báo cáo việc nhìn thấy một con cá voi mắc cạn. Nhóm cấp cứu đã cố gắng cứu cá mẹ bị bắt cạn trên đầm nước. Họ đã lăn cá mẹ nằm sấp và dọi nước vào người cá mẹ, nhưng cá mẹ không qua khỏi khi khám nghiệm tử thi cho thấy cô đã mang thai. Các nhà chuyên môn đã cố gắng dụ chú cá con quay trở lại đại dương bằng cách sử dụng các ống kim loại được gọi là ống oikomi. Loại ống này dội lại trong nước và thường được dùng để chặn cá voi tránh xa các khu vực tràn dầu. Tuy nhiên chú cá còn rút lui sâu hơn vào đầm phá. Các nhà chuyên môn lo ngại rằng chú cá sẽ chết đói ở nơi an nghỉ cuối cùng của mẹ nó. Hơn 11.000 người tuần hành ôn hòa tại Berlin nhân ngày quốc tế lao động ngày 1 tháng 5 và ủng hộ Palestine. Theo cảnh sát Đức, các cuộc biểu tình ngày quốc tế lao động ở Berlin vào ngày thứ tư 1 tháng 5 diễn ra ôn hòa khi khoảng 11.600 người tuần hành và hô vang các khẩu hiệu ủng hộ Palestine và chống cảnh sát. Vào một lễ lao động trước đây đã có sự thiệt hại tài sản ở thủ đô của Đức nhưng các cuộc tuần hành của ngày quốc tế lao động này đã trôi qua một cách yên bình trong những năm gần đây. Trọng tâm của năm nay là tình hình ở Gaza, với nhiều người biểu tình hét lên ủng hộ Palestine. 5.600 cảnh sát đã phải có mặt ở Berlin vào ngày 1 tháng 5, với cảnh sát Berlin được sự giúp đỡ bởi 2.400 cảnh sát từ các tiểu bang khác của Đức cũng như cảnh sát liên bang. Một công ty mới ở Hòa Lan đưa robot lấy máu đến bệnh viện Vitextro có trụ sở tại Utrecht đã gọi được 20 triệu đô la để đưa dụng cụ lấy máu bằng robot của mình ra thị trường. Được thành lập vào năm 2017, Vitextro đặt mục tiêu cải tiến việc lấy máu cho bệnh nhân và giải quyết tình trạng thiếu nhân sự trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Dụng cụ của Startup dựa vào tia hồng ngoại để xác định vị trí tĩnh mạch và sóng siêu âm để tạo ra hình ảnh của mạch máu. Sau đó, Kim Robot dựa trên AI sẽ sử dụng tin tức này để xác định vị trí đâm phù hợp với độ chính xác đến từng mm. Kể từ năm 2023, Vitesto đang tiến hành thử nghiệm mức độ lớn nhất thế giới đối với các dụng cụ lấy máu tự động với sự cộng tác của các bệnh viện và trung tâm y tế của Hà Lan. Sau khi kết thúc nghiên cứu, hãng sẽ nhận được sự chứng nhận chính thức của Liên minh châu Âu cho dụng cụ của mình vào cuối năm nay. Vitestro sau đó sẽ khai triển đến một số bệnh viện và phòng thí nghiệm đã đặt hàng trước. Với nguồn tài trợ mới, công ty có kế hoạch để nhanh quá trình thương mại hóa ở châu Âu, bắt đầu mở rộng ở Hoa Kỳ, gia tăng đội ngũ và phát triển thêm nhiều tính năng cho sản phẩm. Cả nhà đầu tư hiện tại và nhà đầu tư mới đều ủng hộ vòng này Vitesro cho biết trong một tuyên bố, kỹ thuật của chúng tôi thể hiện một bước tiến lớn trong đổi mới chăm sóc sức khỏe. Các nhà lập pháp Georgia đã ẩu đả tại quốc hội vì dự luật đặc vụ ngoại quốc. Các nhà lập pháp Georgia ẩu đả với nhau vào ngày thứ Tư ngày 1 tháng 5, khi các nhà lập pháp tiếp tục tranh luận về lần đọc thứ hai của dự luật các đặc vụ ngoại quốc. Reuters cho hay, dự luật này đã kích động nhiều tuần biểu tình và một cuộc đàn áp bạo lực của cảnh sát vào ngày thứ Ba 30 tháng 4. Đài truyền hình Georgia đã chiếu cảnh hỗn loạn trong phòng họp. Một viên chức ủng hộ chính phủ đã ném sách vào các nhà lập pháp đối lập, trong khi những người khác la hét và ẩu đả với đối thủ của mình. Dự luật đặc vụ ngoại quốc đã gây ra làn sóng bạo lực tại quốc hội, vốn thường xuyên huyền náo của Georgia. Lực lượng an ninh Georgia đã sử dụng vòi rồng, hơi cay và lựu đạn gây choáng để chống lại những người biểu tình bên ngoài quốc hội vào cuối ngày thứ Ba 30 tháng 4, đẩy mạnh cuộc đàn áp sau khi các nhà lập pháp tranh luận về dự luật đặc vụ ngoại quốc. Phía đối lập và các quốc gia phương Tây xem dự luật này là độc tài và lấy cảm hứng từ Nga. Ông Alexandre de Rasvelis, Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho biết trong cuộc biểu tình ở Tbilisi vào ngày 30 tháng 4, cảnh sát đã bắt giữ 63 người và 6 cảnh sát đã bị thương. Ông Levan Khabisvili, lãnh đạo đảng United National Movement, đối lập lớn nhất của Georgia, đã phát biểu trước quốc hội vào ngày thứ Tư, ngày 1 tháng 5, với khuôn mặt băng bó dày đặc. Đảng của ông nêu rõ, ông đã bị cảnh sát đánh thậm tệ tại cuộc biểu tình, khiến cho ông bị chấn động, gãy xương mặt và mất đi bốn chiếc răng. Nam hàng đàm phán tham gia vào một phần liên minh AUKUS. Được thành lập vào năm 2021, AUKUS là một hiệp ước an ninh hai giai đoạn nhằm đối phó với sức mạnh ngày càng gia tăng của Trung Quốc ở khu vực châu Á Thái Bình Dương. Trong khi giai đoạn đầu tiên vốn cung cấp cho Úc kỹ thuật tàu ngầm nguyên tử, chỉ giới hạn ở ba quốc gia chính, các quốc gia này nêu ra khả năng mời thêm các quốc gia khác tham gia trong giai đoạn 2 hay là trụ cột 2 với mục tiêu chia sẻ các kỹ thuật quân sự khác. Nam Hàn có thể được gia nhập vào giai đoạn 2 với năng lực quốc phòng, khoa học và kỹ thuật. Ông Shin cho biết tại một cuộc họp báo sau cuộc họp giữa các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng của Úc và Nam Hàn tại Melbourne. Trong cuộc họp hôm nay, chúng tôi đã thảo luận về việc cộng tác với trụ cột 2 của AUKUS. Chúng tôi ủng hộ các hoạt động của trụ cột 2 AUKUS và chúng tôi hoan nghênh việc các thành viên đang xem xét xem năm hàng là cộng tác của trụ cột 2 AUKUS. Nam Hàn vốn có mối quan hệ chặt chẽ với Mỹ và ngành công nghiệp quốc phòng hàng đầu thế giới, từ lâu đã được đồng đoán là cộng tác tiềm năng của trụ cột 2 cùng với Canada, New Zealand và Nhật Bản. Chưa đầy một tháng trước, AUKUS đã tuyên bố họ đang xem xét việc cộng tác với Nhật Bản trong các dự án quốc phòng của trụ cột 2 và sẽ mở cuộc đàm phán về sự tham gia của Nhật Bản trong năm nay. Nam Hàn là một quốc gia có kỹ thuật rất ấn tượng và cũng là quốc gia mà chúng tôi chia sẻ những giá trị chung. Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Mullis đã nói, khi trụ cột 2 của AUKUS hình thành, sẽ có cơ hội trong tương lai và chúng tôi cũng thấy điều đó sẽ diễn ra với sự cộng tác với Nhật Bản. Tin Việt Nam, Dương Văn Thái, bí thư Bắc Giang bị bắt vì dính vụ Thuận An Group. Ngày 1 tháng 5, ông Dương Văn Thái, 54 tuổi, bí thư tỉnh ủy Bắc Giang đã bị Bộ Công an khám xét bắt giữ, khởi tố và tạm ngưng việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội khóa 15. Ông Bùi Văn Cường, tổng thư ký Quốc hội, đã phát thông báo cho biết, Thường vụ Quốc hội đồng ý khởi tố và bắt tạm giam bí thư tỉnh Bắc Giang theo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành vào ngày 26 tháng 4. Các báo trong nước đưa tin này nhưng không cho biết tội danh cụ thể, chỉ nêu chung chung sự việc liên quan đến vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa nhận hối lộ tại công ty cổ phần tập đoàn Thuận An. Ông Dương Văn Thái là tiến sĩ kinh tế, quê ở xã Lam Cốt, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Ông Thái xuất thân từ cán bộ thuế, từng giữ các chức vụ chi cục trưởng chi cục thuế thị xã Bắc Giang, phó chủ tịch thành phố Bắc Giang, phó chủ tịch rồi chủ tịch Bắc Giang. Từ tháng 10 năm 2020, ông Thái được bầu giữ chức bí thư tỉnh ủy Bắc Giang khóa 19, nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối. Theo một bài báo Việt Nam vào ngày 15 tháng 4, Bộ Công an đã khởi tố bắt giam ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Thuận An Group, cùng hai thuộc cấp và ba cán bộ tỉnh Bắc Giang về tội vi phạm quy định về đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng và đưa nhận hối lộ. Trong đó, ông Nguyễn Văn Thảo, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng của các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang và cấp phó là Đàm Văn Cường cùng với Hoàng Thế Du, trưởng phòng ban quản lý dự án tỉnh Bắc Giang, bị cáo buộc vi phạm quy định về đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng và nhận hối lộ. Tới ngày 22 tháng 4, khi mở rộng điều tra vụ án Thuận An Group, Bộ Công an đã khởi tố bắt tạm giam ông Phạm Thái Hà là phó chủ nhiệm văn phòng quốc hội, trợ lý của ông Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn, gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Thưa quý vị, bản tin chính đã kết thúc và sau đây là lá thư tìm người thân. Chào anh chị Hồng Loan Bảo Lộc, xin anh chị giúp em tìm dùm ba người. Người đầu tiên là Yên Vũ ở Vũng Tàu, muốn tìm đường Bái Dũng, sinh năm 1963 hay là 1964 ở đảo Kukukem, Indonesia. Xin hãy liên lạc số điện thoại. 267-880-9688 hoặc địa chỉ email jennygo8.com Người thứ hai là tôi tên Vĩnh Trang, muốn tìm người là 10 to đi chung tàu VT258 ở đảo Kem, Indonesia, lúc trước đã từng ở LA. Xin vui lòng liên lạc jennygo8.com hoặc số điện thoại là 267-880-9688 và tìm người em gái cùng cha khác mẹ sinh năm 1968. Mẹ tên là Châu, ở tại Bến Tre, có người em tên bé, đi Mỹ từ nhỏ. Ba ở Vũng Tàu tên là Ngô Thanh Hưng, bé là người làm công cho tiệm bán gạo Thiên Hưng. Nếu quý vị biết được tin này, xin hãy liên lạc địa chỉ email jennyngo 8 yahoo com hoặc là liên lạc điện thoại cho Jenny 267 880 9688. Bà Long Vòng Loan kính mong quý vị cùng chia sẻ lá thư của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Ngày hôm qua vẫn còn dương dấn của cái động đất hồi xưa chiều hôm qua luôn. Tối ngủ mà mình thấy mình cũng đang mơ màng không? Không biết phải cái bên động. Kế <laughs> bên động hả? À? Ừ, nhiều khi nhiều khi đang ngủ mà lăn qua lăn lại cái động á, mình tưởng động đất đó luôn. <laughs> Đúng thừa bỏ lọt bệnh quan tưởng nó bỏ lộc ơi tự nhiên động đất xong cái cái chiều bảo lộc nói xanh mệt quá anh chống mặt của em ơi đúng rồi chống mặt <laughs> nằm nghỉ mà mình, mình cứ tưởng là mình đang mơ màng không á Thiệt <cười> <cười> <Đó>. <cười> thôi bây giờ kể chuyện vui đi để phá vỡ cái mà dư âm của động đất ngày hôm qua đi rồi con câu chuyện vui nho nhỏ nhưng mà để suy nghĩ thử coi rồi con câu chuyện vui nho nhỏ được sự giúp đỡ của anh dương lê <laughs> Người con đang nằm coi tivi với cha của mình, bỗng nhiên phát hiện ra vài sợi tóc bạc trên đầu của cha, bèn thủ thỉ. Ba ơi ba, sao đầu của ba có tóc bạc vậy ba? Người cha bèn giả vờ nghiêm nghị nói với con. con biết không? Ba có tóc bạc là do ba căng thẳng, buồn bực. Cứ mỗi lần mà con làm cho ba buồn á, thì ba lại mọc ra thêm một sợi tóc bạc. Cậu bé nhanh nhẩu trả lời À như vậy là con hiểu rồi Con hiểu tại sao mà tóc của ông nội bạc trắng hết rồi ba ơi Chưa cái tật kể khổ Chưa cái tật giả bộ kể khổ cho con nó thương mình Ai về con nó hiểu hết câu chuyện đứa con những đứa trẻ đó nó nó thông minh lắm luôn ừ. nói một cái là nó hiểu um, câu đầu nó hiểu câu sao liền đó luôn cái vụ này bảo lộc bị bé trứng hoài <laughs> không lộc đâu có nói <laughs> không giống giống vậy giống đó. giống vậy thôi ừ. nhưng Mỗi lúc mà, mà than thở chuyện gì cái là chỉ phán câu xanh rờ nó làm bà chỉ ngẩn ngơ luôn <cười> <cười> Mà một là tóc bà không bạc con ơi tóc bà nhiều hết rồi không bạc <laughs> Ok, ngày nay Lộc Loan kính quý vị một số tin tức và nụ cười nhỏ nhỏ. Kính chúc quý vị một ngày thân yên vui và tràn đầy hạnh phúc. Loan Lộc cảm ơn quý vị rất nhiều đã yêu thương và đã chia sẻ cho chương trình của Loan và Lộc. Luôn mong nhận được like, share, subscribe và view từ quý vị. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.